Ừ, mời tất cả các bạn xem em lấy mặt nha. Ngồi đây cũng sự mặt em cũng không to lắm. Đó thì cái thằng kia cái bệnh mát khỏe hơn. Rồi mình đi sự quăng đổ xuống. Cái bệnh nó cũng muốn hốc luôn. Nhưng mày qua đi bà. Ăn coi giùm. Đổ xuống kìa. Đâu, đâu. Đổ xuống bà mình đi. Chậm mấy cái rồi đó. Đó. Khó nó thì nó đâu có đổ đâu, khó thì bà lên với đừng muốn đi xuống. Hay. Dữ. Đốt lửa mà đổ xuống chứ còn khó thì đó nó đâu có tá cánh là nó ba anh chứ. Mấy cái nhà không thấy. Đây một công đổ rất là đầm đầm xuống. Mấy cái nhánh. Bà xuống đi, cái gì vậy? Hả? Ồ, bằng ta đây cũng được. Có cho người hả? Đồ cát. Còn hình xuống nè, bình quá, đốt. Qua vô vô tủ. Đồ cát ai nè. Quá ổn. Đại rồi. Quá ổn hẳn đi. Chở cân. Bù tùm lum mà. Lập cởi xuống. Biển con rồi hả? Đó bù đi rồi mà sao không thấy à? Nó tưởng không. Đó cầm mới nó đuổi theo xa kìa. Cầm mới luôn. Sử gì sử kinh đi chả. Nó còn anh lấy mặt mà nãy đổ xuống cả mớ luôn. Ở dưới không có khó đốt mấy con. Đây ông chú mình mới đốt mới lấy ăn mà ông dèo xuống nữa các bạn. Ồ có hử. Đi hết trơn đấy rồi. Còn gì nữa? Rưỡi nè, 2 lít trong đây nè. Thấy hả? Thịt nó tăng con mà. Còn mặt không? Mặt có không? Là không đi. Chuẩn bị đi nè nè, thấy chưa? Ngon chưa? Trời mới mặt mà. Đó, mặt mới mặt. Cái xốp không được ba chân rồi. Cái mời. Đấy đi anh Hạnh bỏ vô ấy. Thấy? Bỏ cái nắp, đại nắp để được bưng xí. Còn đi không đem đem đi xuống ăn hả? Bỏ. Chơi cái này chứ tâm đi chia. Tới đây rồi nghe, rồi đi rồi ngõ. Qua ở mức qua đây hả? Qua đây qua lại trên đi.